Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi lại một lần nữa được đồng hành cùng các em trong tiết học môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 8, tiết 3, viết, cầu thủ dự bị, viết hoa tên người và tiết 4, luyện tập, mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi, câu nêu hoạt động. Để bắt đầu tiết học, như thường lệ, các em hãy chuẩn bị cho cô một số đồ dùng học tập sau. Cô sẽ dành thời gian một phút để các em chuẩn bị nào. Các em đã sẵn sàng để bắt đầu tiết học chưa? Bây giờ cô trò mình cùng đến với tiết học đầu tiên, tiết 3, viết. Cô mời các em mở sách giáo khoa ra, trang số 36. Chúng ta đến với bài tập đầu tiên, nghe viết. Các em quan sát vào đoạn văn, lắng nghe và đọc thầm theo cô. Cầu thủ dự bị. Hàng ngày, gấu đến sân bóng từ sớm để luyện tập. Gấu đá bóng ra xa, chạy đi nhặt, rồi đá vào gôn, đá đi đá lại. Cứ thế, gấu đá bóng ngày càng giỏi. Các bạn đều muốn rủ gấu về đội của mình. Sau khi đọc bài, các em hãy cho cô biết vì sao các bạn đều muốn rủ gấu về đội của mình. À, các bạn đều muốn rủ gấu về đội của mình vì gấu đã đá bóng rất giỏi sau khi đã chăm chỉ luyện tập. Vậy các em có muốn được như bạn gấu không? Muốn được như bạn gấu, các em phải kiên trì và chăm chỉ khi làm một việc gì đấy. Bây giờ các em hãy quan sát vào đoạn văn và cho có biết đoạn văn có mấy câu? À, đoạn văn có 4 câu. Những chữ nào được viết hóa trong đoạn nào? Những chữ được viết hóa trong đoạn đó là cầu, hằng, gấu, cứ, các. Trong bài có những dấu câu nào? À, trong bài có các dấu câu đó là dấu phẩy, dấu chấm và dấu ba chấm. Các em lưu ý, khi viết thì sau những dấu câu đó là dấu chấm và dấu ba chấm, các em phải viết hóa chữ cái đầu tiên. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô những từ trong bài mà các em thấy khó viết và dễ viết sai nữa. Cô nhận thấy các em sẽ dễ viết sai một số từ sau. Các em hãy đọc to các từ này cùng cô nào. Sân bóng, luyện tập, nhặt, gôn. Khi viết các từ này, các em lưu ý. Khi viết từ sân bóng, các em chú ý việc đồng âm sờ ở chữ sân. Khi viết chữ luyện tập, các em chú ý việc đồng vần uyên ở chữ luyện. Các em chú ý phân biệt vần ắt và vần ắc ở chữ nhặt. Và chú ý việc đồng vần ôn ở chữ gôn. Bây giờ cô mời các em mở vở nhặt ra và viết lại những từ này vào vở nào. Sau khi viết xong, các em hãy nhờ bố mẹ kiểm tra xem mình đã viết đúng chưa nhé. Bây giờ các em hãy cho cô biết, khi viết chúng ta cần trình bày đoạn văn như thế nào? À, bây giờ cô mời các em mở vở chính tả ra và lấy bút chì ra nghe cô hướng dẫn cách trình bày bài. Đầu tiên, các em lùi vào một ô để viết thứ ngày, tháng, năm. Rồi xuống dòng, lùi vào bốn ô, viết chính tả. Các em nhớ gạch chân chữ chính tả. Với đề bài lần này, các em lùi vào ba ô để viết tên đề bài. Sau đó, các em cách một dòng và lùi vào một ô để viết đoạn văn. Các em hãy nhìn cách cô trình bày bài một lần nữa. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em cách trình bày bài chính tả. Về nhà, sau tiết học này, các em hãy nhờ bố mẹ đọc lại bài để các em viết, hoặc các em có thể tự chép bài này khi đã nhìn sách giáo khoa, được không nào? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần làm bài tập. Chúng ta đến với bài tập số 2. Các em hãy đọc đề bài 2 và cho cô biết bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì?
Bài 2 yêu cầu chúng ta tìm những tên riêng được viết đúng. Vậy chúng ta có những tên riêng nào? Các em hãy đọc to cho bố mẹ nghe những tên riêng đó nào. Bây giờ các em hãy tìm cho cô những tên riêng được viết đúng trong các tên riêng đó. Cô sẽ dành thời gian 1 phút để các em làm bài tập này và vở bài tập. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ hãy cùng cô đổi chữ kết quả nào. Những tên riêng được viết đúng đó là Hồng, Hùng, Phương, Giang. Vì sao em nghĩ những tên riêng này được viết đúng nào? À, những tên riêng này được viết đúng vì nó được viết hóa chữ cái đầu tiên. Riêng tên Minh và tên Thùy viết sai vì không viết hóa chữ cái đầu tiên. Vậy các em lưu ý, khi viết tên riêng của một người, chúng ta phải viết hóa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng trong tên riêng đó. Để giúp các em hiểu rõ hơn điều này, bây giờ cô trò mình cùng sang bài tập số 3. Các em hãy đọc đề bài 3 và cho cô biết bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài 3 yêu cầu chúng ta sắp xếp tên các bạn học sinh theo thứ tự trong bảng chữ cái. Vậy dựa vào đâu mà các em có thể sắp xếp tên các bạn theo bảng chữ cái nào? Để giúp các em làm bài tập này, bây giờ cô mời các em quan sát lên bảng và lắng nghe cô hướng dẫn cách làm bài. Tên riêng của một người thường có hai phần, đó là phần họ và phần tên. Trong đó, phần tên gồm có tên đệm và tên chính. Để sắp xếp tên của các bạn theo thứ tự bảng chữ cái, chúng ta chỉ cần dựa vào tên chính của mỗi bạn. Cô ví dụ, tên của bạn Nguyễn Ngọc Anh thì tên chính là chữ Anh. Tương tự, tên chính của các bạn còn lại lần lượt là Vũ, Đào, Cường, Huy. Ngoài dựa vào tên chính của mỗi bạn thì chúng ta cần dựa vào thứ tự các chữ cái trong bảng 29 chữ cái nữa. Các em đã nắm được cách làm bài tập này chưa? À, bây giờ cô sẽ dành thời gian để các em làm bài tập này nhé. Các em đã sắp xếp tên của các bạn như thế nào? Bây giờ hãy cùng cô đối chiếu kết quả. Thứ tự đúng tên của các bạn là, các em hãy đọc to cùng cô tên của các bạn nào. Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Cường, Phạm Hồng Đào, Lê Gia Huy, Nguyễn Mạnh Vũ. Và cô tin chắc rằng với bài tập này các em rất nhiều bạn đã làm đúng rồi, đúng không nào? Vậy bây giờ các em hãy quan sát một lần nữa vào tên của các bạn và cho cô biết cách viết tên của các bạn có điểm gì giống nhau. À, đúng rồi. Tên của mỗi bạn khi viết được viết hóa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng. Vậy các em lưu ý, khi viết tên riêng của một người, chúng ta cần phải viết hóa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng trong tên riêng đó. Để giúp các em nắm chắc hơn kiến thức đã học, bây giờ cô cho chúng mình cùng đến với bài tập số 4. Các em đọc đề bài 4 và cho cô biết bài 4 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài 4 yêu cầu chúng ta viết vào vở họ và tên của em và hai bạn trong tổ. Bài tập này có hai yêu cầu phải không các em? Với yêu cầu thứ nhất, đó là viết họ và tên của em. Cô nghĩ rằng với cách hướng dẫn của cô vừa rồi thì các em đã biết được cách viết họ và tên của mình rồi, đúng không nào? Tiếp theo các em hãy nhớ lại và viết họ và tên của hai bạn trong tổ. Và nếu bạn nào đã lỡ quên mất tên của hai bạn trong tổ mình thì các em có thể viết tên hai người thân trong gia đình em. Bây giờ các em hãy quan sát đến màn hình và nghe cô hướng dẫn cách trình bày bài tập này. Đầu tiên các em ghi đề bài, bài 4. Sau đó xuống dòng, các em ghi là họ và tên em là. Các em viết họ và tên của mình. Sau đó các em ghi họ và tên hai bạn trong tổ là. Và xuống dòng viết họ và tên của
hai bạn trong tổ, hoặc các em cũng có thể viết họ và tên hai người thân trong gia đình em. Bây giờ cô mời các em mở vở chính tả ra và làm bài tập này vào vở chính tả nào. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ các em hãy quan sát bài của hai bạn ở trên bảng. Đấy là bài của bạn Bảo An và bạn Thiện Nhân. Bạn Bảo An đã viết họ và tên của bạn là Lê Bảo An. Họ và tên hai bạn trong tổ là Võ Tú Anh và Nguyễn Bảo Trân. Còn bạn Thiện Nhân thì viết họ và tên của bạn đó, của bạn Nhân, và viết họ và tên của hai bạn người thân trong gia đình bạn. Các em thấy bạn viết đúng và đẹp đúng không nào? Và cô tin là các em cũng đã viết đúng và đẹp đấy. Bạn nào chưa viết xong thì chúng ta có thể hoàn thành bài tập 6 tiết học này. Giờ như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em cách trình bày bài chính tả và giúp các em nắm được quy tắc viết hoa tế người. Về nhà các em hãy viết lại bài và vở, sau đó nhờ bố mẹ hoặc thầy cô kiểm tra. Và các em nhớ quy tắc viết hoa tế người để vận dụng vào trong cuộc sống nhé. Trước khi bước sang tiết học tiếp theo, thì cô mời các em đứng dậy để vận động cùng cô bằng một bài hát rất là quen thuộc. Sau khi được vận động, các em cảm thấy thế nào? Cô tin rằng ngay lúc này đây, các em đã cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng để cùng đồng hành với cô trong tiết học tiếp theo, đúng không nào? Trong lời bài hát vừa rồi, có một câu mà cô rất thích, đó là muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Vậy các em có muốn trẻ, muốn khỏe và muốn đẹp không nào? Cô tin rằng tất cả chúng ta, ai cũng rất thích khỏe và đẹp. Trong cuộc sống, ngoài học tập, lao động, chúng ta cần phải rèn luyện sức khỏe bằng các hoạt động thể thao và vui chơi lành mạnh. Vậy các em đã từng tham gia một môn thể thao hay trò chơi nào chưa? Và các môn thể thao đó có đặc điểm như thế nào? Để hiểu rõ hơn về các hoạt động này, hôm nay cô trò chúng ta cùng bước vào tiết 4, luyện tập. Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi, câu nêu hoạt động. Trong tiết học này, các em sẽ được phát triển vốn từ chỉ sự vật về các dụng cụ thể thao, tên gọi các trò chơi dân gian. Các em còn được rèn kỹ năng đặt câu nêu hoạt động về các môn thể thao. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng đến với bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Các em hãy đọc đề bài 1 và cho cô biết bài 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài 1 yêu cầu chúng ta nói tên các dụng cụ thể thao. Vậy trong tranh có những dụng cụ thể thao nào? Bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ và nói cho bố mẹ hoặc người thân nghe tên các dụng cụ thể thao đó. Cô sẽ dành thời gian để các em làm trao đổi với bố mẹ nào.
Các em đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng đến với bức tranh số 1. Bức tranh số 1 có những dụng cụ thể thao nào? À, đó là vợt bóng bàn và quả bóng bàn. Bức tranh số 2 ta có gì nào? À, đó là vợt cầu lông và quả cầu lông. Bức tranh số 3 đó là quả bóng đá. Những từ mà chúng ta vừa tìm được thuộc nhóm từ nào chúng ta đã học? Đúng rồi, đó là từ chỉ sự vật. Trong các dụng cụ thể thao trên đều gắn liền với một môn thể thao. Đó là những môn thể thao gì? Bây giờ các em cùng theo dõi lên màn hình. Đấy là môn thể thao gì nào? À, ta thấy có vợt bóng bàn và quả bóng bàn. Đây là môn bóng bàn. Tiếp theo, đây là môn cầu lông. Và trong ảnh các em thấy không chỉ người lớn mà các em cũng có thể chơi môn cầu lông nữa đấy. Và nhắc đến các môn thể thao thì không thể nào bỏ qua môn thể thao vua, đó là môn bóng đá. Và trong hình ảnh trên các em thấy gương mặt một cầu thủ rất quen thuộc với chân sút điêu luyện, đó là cầu thủ Công Phượng. Các em thấy cầu thủ Công Phượng không chỉ đá bóng giỏi mà có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh và còn rất đẹp trai nữa, đúng không nào? Các em biết không, ngoài việc rèn luyện sức khỏe bằng các môn thể thao thì việc tham gia vào các trò chơi bổ ích còn đem lại một hiệu quả rất là tốt cho sức khỏe nữa. Để biết được điều này, bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập số 2. Các em hãy đọc đề bài 2 và cho cô biết bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài 2 yêu cầu chúng ta dựa vào tranh và gửi dưới tranh, nói tên các trò chơi dân gian. Vậy trong tranh có những trò chơi nào? Các em hãy quan sát kỹ các bức tranh cùng các gợi ý dưới tranh và nói cho bố mẹ nghe về tên các trò chơi ứng với mỗi tranh. Cô sẽ dành một chút thời gian cho các em trao đổi với bố mẹ nhé. Chúng ta có những trò chơi nào? Bây giờ chúng ta đến với bức tranh đầu tiên, bức tranh số 1. Trong bức tranh, các em thấy một bạn nhỏ đang bịt mắt và đuổi bắt các bạn xung quanh. Và bạn nào bị bắt và bị nói đúng tên thì phải thay thế cho bạn bịt mắt đấy. Và các em đã từng chơi trò chơi này chứ nào? Đó chính là trò chơi bịt mắt bắt dê. Chúng ta đến với bức tranh số 2. Trong tranh, các em thấy một bạn nhỏ xoe tay và các bạn còn lại đặt ngón tay trỏ vào lòng bàn tay. Và để chơi trò chơi này thì các em vừa chơi vừa hát một bài đồng dao. Bây giờ các em nghe cô đọc bài đồng dao và đoán xem đây là trò chơi gì nhé. Chí chí chành chành, cái đánh thổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngũ đế, con dế đi tìm, ù à ù ập. Đến đây thì các em đã đoán được đấy là trò chơi gì chưa? À, đúng rồi, đây là trò chơi chí chí chành chành. Bây giờ chúng ta đến với bức tranh số 3. Và để biết được bức tranh số 3 là trò chơi gì, các em hãy cùng cô quan sát và lắng nghe các bạn chơi nhé. Đó là trò chơi gì các em? Đúng rồi, đó là trò chơi Nuna Nu Nóng. Với trò chơi Chi Chi Chanh Chanh và Nuna Nu Nóng, các em đã được chơi nhiều lần cùng cô giáo và các bạn ở trường mầm non rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng đến với bức tranh số 4. Trong bức tranh, các em thấy các bạn đang nắm tay nhau, vừa đi và vừa hát, rất là vui vẻ. Vậy đây là trò chơi gì?
Đây là trò chơi dung dắn dung dẻ. Để chơi trò này thì các bạn vừa nắm tay nhau vừa đi, vừa hát bài dung dắn dung dẻ. Và khi hát đến câu cuối cùng có câu lá ngồi sập xuống đây thì tất cả cùng nắm tay nhau và ngồi xuống. Sau đó tất cả các bạn đứng dậy và chơi lại từ đầu. Với trò chơi này rất đặc biệt ở chỗ đó là không có người thắng, người thua. Và còn có rất nhiều cách chơi khác nữa. Vậy trong bốn trò chơi mà chúng ta vừa nêu tên, em thích nhất là trò chơi gì? Hãy chọn cho mình một trò chơi và mời bố mẹ hoặc anh chị của mình cùng chơi nhé. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại tên các trò chơi mà chúng ta vừa tìm được. Như vậy, tên của các trò chơi mà chúng ta vừa tìm được thuộc nhóm từ nào chúng ta đã học nào? Đó là nhóm từ chỉ sự vật. Ở các tiết học trước, các em đã biết cách dùng những từ chỉ sự vật và những từ chỉ hoạt động để ghép lại tạo thành câu nêu hoạt động. Để giúp các em rèn kỹ năng đặt câu nêu hoạt động, bây giờ cô trò mình cùng sang bài tập số 3. Các em hãy đọc đề bài 3 và cho cô biết bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài 3 yêu cầu chúng ta đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh. Vậy trong mỗi tranh có những hoạt động gì? Bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ và tìm những từ ngữ thích hợp để đặt câu nêu hoạt động tương ứng với mỗi tranh. Cô sẽ dành thời gian để các em làm bài tập này vào vở. Trước khi các em làm bài tập thì cô sẽ hướng dẫn cho các em làm câu mẫu đối với tranh số 1. Bức tranh số 1, các em thấy các bạn đang làm gì nào? Các bạn đang chơi bóng bàn. Trong tranh có hai bạn đang chơi bóng bàn. Như vậy ta có thể đặt câu là các bạn chơi bóng bàn. Tương tự như thế, các em hãy đặt câu tương ứng với hai bức tranh còn lại. Cô sẽ dành một chút thời gian để các em làm bài nào. Các em đã đặt câu như thế nào? Bây giờ hãy xem cách cô đặt câu nhé. Chúng ta cùng quan sát vào bức tranh số 2. Hai bạn đang chơi trò gì nào? Đúng rồi, hai bạn đang chơi cầu lông. Vậy với bức tranh này, ta có thể đặt tên cho hai bạn là bạn Nam và bạn Lan. Vậy ta có câu tương ứng nếu là Nam và Lan đang chơi cầu lông. Với bức tranh số 3, ta sẽ đặt câu như sau. Các bạn đang chơi bóng rổ. Vậy các em đã đặt câu như thế nào? Cô tin là các em sẽ đặt những câu hay hơn câu của cô nữa. Và sau tiết học này, các em nhớ tìm thêm một số từ chỉ sự vật và những từ chỉ hoạt động của các môn thể thao khác để đặt câu và nói cho bố mẹ nghe nhé. Qua tiết học vừa rồi, các em đã được mở rộng vốn từ chỉ sự vật về tên các dụng cụ thể thao, tên các trò chơi dân gian. Các em cũng đã được rèn kỹ năng đặt câu nếu hoạt động ứng với một bức tranh về một các môn thể thao. Sau tiết học này, các em hãy tìm cho mình một trò chơi hoặc một môn thể thao thích hợp và rủ bố mẹ hoặc người thân cùng tham gia. Và nhớ phải đảm bảo an toàn về sức khỏe và tuân thủ các biện pháp phòng dịch của Bộ Y tế đã đề ra trong thời điểm dịch bệnh như thế này nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em.